quý vị, chiều 22 tháng 3 năm 2023, thông tin từ Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang mở rộng điều tra vụ án buôn lậu và vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí liên quan ông Nguyễn Đức Chung, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Vụ án này xảy ra tại thành phố Móng Cái thuộc tỉnh Quảng Ninh, Ban duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị thuộc Sở Xây dựng thành phố Hà Nội, Công ty Cây Xanh Hà Nội và các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan. Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, đồng thời ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Đức Chung, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về tội danh vừa nêu. Theo thông tin ban đầu, ông Nguyễn Đức Chung bị xác định lợi dụng chức vụ quyền hạn làm trái quy định của nhà nước để công ty Sinh Thái Xanh, công ty Cây Xanh Hà Nội và ông Nguyễn Tuấn Nghĩa là các công ty cá nhân có mối quan hệ thân thiết với ông Chung, được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chỉ định đặt hàng, thực hiện công tác trồng cây trên địa bàn thành phố trong thời gian từ năm 2016 đến 2018. Hành vi này giúp các bị can được hưởng lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản nhà nước. Để theo dõi những thông tin liên quan và cập nhật những diễn biến mới của vụ án này, mời quý vị truy cập Báo Thanh Niên tại địa chỉ thanhniên.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên. Quý vị cũng đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông kênh YouTube Báo Thanh Niên để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.